6 người tử vong do sét đánh ở Hà Nội, Thái Bình và Ninh Bình chỉ trong vòng 5 ngày qua. Từ đầu năm đến nay, số vụ sét đánh chết người cũng tăng mạnh. Năm nay do ảnh hưởng của La Nina, mưa dông xảy ra nhiều trên cả nước, đặc biệt là ở miền Bắc, vì thế dông sét cũng dữ dội hơn. Theo thống kê từ Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ tháng 2 đến giữa tháng 7 năm nay, sét đã làm 42 người chết, nhiều hơn hẳn so với 3 năm trước. Thậm chí con số người chết đã gấp gần 4 lần so với cùng kỳ của năm 2019. Hầu hết các trường hợp tử vong đều do đang làm việc ngoài trời khi mưa dông. Nguy cơ dông sét vẫn có khả năng xảy ra ở cả 3 miền đất nước trong những ngày tới. Tổng cục Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân tuyệt đối tìm nơi tránh trú an toàn khi trời mưa dông, không đi làm đồng hay ngủ tại lán trại. Cụ thể thì những khu vực nào trên cả nước sẽ có nguy cơ xảy ra dông sét nguy hiểm? Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cảnh báo từ biên tập viên thời tiết Thanh Tùng. Xin mời anh Thanh Tùng. Cảm ơn anh Dương. Những hiện tượng thời tiết rất là nguy hiểm và hiện nay thì những cảnh báo về dông sét như vậy vẫn tiếp tục được đưa ra cho rất nhiều nơi từ Bắc và Nam. Cụ thể như thế nào thì bây giờ xin mời anh Dương và quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với bản đồ dông sét vào chiều ngày hôm nay. Quý vị có thể thấy là chiều ngày hôm nay thì sét đã đánh xuống rất là nhiều nơi như là ở Bắc Cạn này, Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và cả ở miền Đông Nam Bộ thì cũng có sét đánh. Nguy cơ mưa dông kèm theo sấm sét thì vẫn có khả năng cao sẽ xuất hiện vào chiều tối mai ở khu vực Trung Bộ, nhất là khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận. Mưa xảy ra sau một ngày nắng mạnh và ban ngày kết hợp với địa hình nhiều đồi núi thì những cơn dông sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếp đến đó là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng có khả năng cao xảy ra dông sét. Thời gian xảy ra mưa dông và sấm sét ở khu vực Tây Nguyên đó là đêm nay và chiều mai, còn với Nam Bộ thì có thể là sẽ diễn ra vào chiều ngày mai. Với Bắc Bộ thì nguy cơ dông sét vào ngày mai ở mức thấp do mưa giảm nhanh, còn trong ngày thì trời nắng nhiều và nóng hơn. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội ngày mai sẽ là 35 độ và đây cũng là mức nhiệt ở Hòa Bình, Cao Bằng. Với Hà Giang và Lào Cai thì nhiệt độ cao hơn, đó là 36-37 độ. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chuyển sang những thông tin dự báo chi tiết cho một số nơi trong 2 ngày cuối tuần. Sapa 2 ngày cuối tuần nắng đẹp, không mưa, trời mát với mức nhiệt cao nhất là 25-27 độ. Về đêm thì trời lạnh 19-21 độ. Đà Lạt thứ 7 có mưa dông về chiều, còn chủ nhật thì giảm mưa, nắng ráo cả ngày, nhiệt độ cao nhất là 24-25 độ. Phú Quốc 2 ngày cuối tuần mưa không liên tục, đan xen vẫn có những khoảng tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất là 31 độ, không khí mát mẻ.